tử vi chủ nhật ngày 20 tháng 8 năm 2017 của 12 con giáp. Người tuổi Dần đón ngày cuối tuần vui vẻ khi có tam muội cục nâng đỡ nên chuyện tình yêu không có điều gì đáng để lo ngại. Trong khi đó, mối quan hệ bạn bè, người thân khá hài hòa, tốt đẹp. Vợ chồng tâm đầu ý hợp, anh em hòa thuận, gia đạo nhờ đó mà an yên. Còn các con giáp khác sẽ đón ngày mới ra sao? Hãy cùng theo dõi lịch ngày tốt nhé! Tử vi tuổi Tý. Tử vi ngày 20 tháng 8 năm 2017 cho thấy ngày chủ nhật của người tuổi Tý không được vui do ảnh hưởng của Tý Mão hình hại vô lễ. Bạn có phần ngạo mạn với trí tuệ của mình mà không biết nhường trên, biết dưới, có lúc bốc đồng, nói năng không kiêng nể ai, có phần hỗn láo với người trên tuổi. Đây là nguyên nhân cho các xích mích nảy sinh. Nếu may mắn gặp được người hiểu chuyện và không chấp giữ trẻ con, hiếu thắng của bạn thì mới cho qua, còn không sẽ là cuộc cãi vã khá lớn. Nếu nhận ra lỗi lầm của mình nên xin lỗi bằng thái độ chân thành nhất. Bù lại, bạn khá may mắn trong chuyện tiền bạc khi có thiên tài che chở nên có thể nhận tin vui về hợp đồng cũ mang lại doanh thu lớn. Có người có thể trúng thưởng, thậm chí là trúng lô đề. Vận may ít khi ghé thăm nên có thể quả lại bằng cách mua món đồ xinh xinh không cần quá đắt tiền cho người mang lại sự may mắn này. Thời gian này, các bệnh dịch vẫn tiếp tục hoành hành, vì thế bản mệnh không được chủ quan, luôn tìm các biện pháp phòng tránh tối thiểu nhất. Đừng để đến khi tiêu tốn nhiều tiền bạc cho chuyện, chạy chữa thì mới hối hận và tiếc nuối. Con số may mắn 3, 7, giờ tốt 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, xanh lục, trắng, quý nhân phù trợ, người tuổi Dậu, thân, tỵ. Tử vi tuổi Sửu. Xem tử vi phương Đông cho thấy, hôm nay do ảnh hưởng tiêu cực của tỷ kiên nên bạn dễ phiền lòng vì ai đó có những biểu hiện tiêu cực như cướp công, tranh lợi, cố tình gây hiềm khích để thu lợi về mình. Đừng vì thế mà né tránh, tự cô lập bản thân mình dẫn đến tình trạng bế tắc, tâm trạng khó chịu. Bạn chỉ còn cách đối thoại trực tiếp để cùng nhau tháo gỡ vấn đề, dù sao cũng là người gần gũi nên chỉ có thể nói thẳng mới mong xử lý vấn đề ổn thỏa được. Sức khỏe của người tuổi Sửu trong ngày thổ khí vượng không được ổn, bạn mong muốn tìm thời gian nghỉ ngơi trong ngày cuối tuần nhưng tâm trạng lại cứ bứt rứt khó chịu. Ngoài ra, theo nhân thần, ngày 20 tháng 8 năm 2017 dương lịch là ngày can kỷ. Ngày can kỷ không trị bệnh ở Tỵ, vì thế đặc biệt lưu ý ở điểm này. Nếu bạn và gia đình hoặc bạn bè có ý định đi du lịch trong ngày này thì nên cẩn thận, hãy chọn hướng Đông Bắc sẽ vô cùng thuận lợi cho cả chuyến đi. Và nên nhớ không nên đi hướng Tây trong ngày hôm nay. Con số may mắn 1, 8, giờ tốt 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cát tường, trắng, nâu, quý nhân phù trợ, người tuổi Mão, Hợi. Tử vi tuổi Dần. Người tuổi Dần đón ngày cuối tuần vui vẻ khi có tam muội cục nâng đỡ nên chuyện tình yêu không có gì đáng để lo ngại. Trong khi đó, mối quan hệ bạn bè, người thân lại khá hài hòa, tốt đẹp. Vợ chồng tâm đầu ý hợp, anh em hòa thuận, gia đạo nhờ đó mà an yên. Với sự tương trợ của chính quan rất thuận lợi cho những ai đang cầu danh, chức vụ hoặc tham gia thi cử. Có thể nói trong cuộc sống đời tư, bạn nhiệt tình, thoải mái, không quá để tâm. Như thế khiến ai làm việc, tương tác với bạn đều cảm thấy rất dễ chịu. Tất cả chỉ mới bắt đầu nên bạn hãy luôn cố gắng tập trung vào những điều tích cực và tin rằng chiến thắng là điều tất yếu. Trong ngày mộc khí vượng như hôm nay, đòi hỏi bạn phải để tâm hơn tới sức khỏe của mình. Nên lưu ý, chế độ ăn uống đúng giờ, đảm bảo đủ dinh dưỡng và cân đối giữa các thành phần chất đạm, chất béo, tinh bột và rau xanh. Điều này sẽ giúp cho lá gan của bạn hoạt động nhịp nhàng, không tích tụ mỡ và các chất độc hại. Con số may mắn 3, 5, giờ tốt 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, đen, vàng, quý nhân phù trợ, người tuổi Mùi, Tuất, Hợi. Tử vi tuổi Mão. Hôm nay, người tuổi Mão đi lại không được quên giấy tờ như chứng minh thư, hộ chiếu, giấy phép lái xe. Nếu không, dễ bị cơ quan chức năng hỏi mà không thể đưa ra. Với tác động của thiên quan, bạn rất dễ bị phạt nếu không mang những giấy tờ trên đi kèm. Hơn nữa, đi cũng nên cẩn thận, nhìn trước, ngó sau khi qua đường, tránh gây tai nạn. Bản mệnh nên chú ý vấn đề sức khỏe của mình trong ngày mộc khí vượng. Bạn hãy có thói quen ăn vặt, ăn đồ ăn nhanh nên từ bỏ dần vì những chất béo và chất đường được tìm thấy trong nhiều thực phẩm như khoai tây chiên, soda, thức ăn chiên xào cũng như các thực phẩm chế biến sẵn chứa rất nhiều chất bảo quản sẽ làm tăng gánh nặng cho gan. Do đó, bạn nên hạn chế ăn những thực phẩm đóng gói chế biến sẵn, các loại thực phẩm lên men, các loại thực phẩm có chất bảo quản, phẩm màu và các phụ gia, các loại thức ăn hun khói. Tình yêu không có gì thay đổi quá nhiều và mọi việc khá êm đềm. Lời khuyên cho những ai đang độc thân là không nên vội vã. Tình yêu luôn là điều thi vị, ngọt ngào mà ai cũng khao khát có được. Nhưng trong xã hội ngày nay hiện đại, tình yêu trở thành điều xa xỉ với nhiều người, không thể cưỡng cầu. Con số may mắn 3, 6, giờ tốt 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, đen, xanh dương, quý nhân phù trợ, người tuổi Hợi, Mùi. Tử vi tuổi Thìn. Tử vi chủ nhật của 12 con giáp cho thấy mối quan hệ của người tuổi Thìn khá tốt đẹp.
Hơn nữa, có rất nhiều chuyện vui liên quan tới tình cảm đôi lứa trong ngày có ta mọi cục nâng đỡ. Nếu ai đang có ý định ra mắt gia đình hay bàn việc cưới hỏi thì nên chọn ngày hôm nay sẽ vô cùng thuận lợi. Đi đâu bạn cũng nhớ giữ chặt túi tiền và đồ đạc bên mình, tránh trường hợp bị lấy cắp trong ngày kiếp tài này. Đặc biệt là những bạn đang làm kinh doanh, có cửa hàng ngoài mặt đường, dễ bị kẻ gian lẫn vào khách hàng trộm cắp đồ đạc, điện thoại. Đừng vì mãi bán hàng, ngắm khách thử đồ mà lơ là bất cẩn. Sức khỏe không được tốt, cơ thể có chút bất an khi có thổ khí vượng xuất hiện trong ngày hôm nay. Mà không nên chủ quan khi nghĩ rằng mình tập luyện là sẽ khỏe mạnh, vì cường độ tập cũng ảnh hưởng khá nhiều lên cơ thể của bạn. Đặc biệt khi bạn còn trẻ, bạn có thể làm bất cứ điều gì, thậm chí luyện tập với cường độ cao cũng hết sức dễ dàng. Nhưng khi đã có tuổi, sẽ tốt hơn nếu bạn giảm cường độ tập luyện của bản thân mình. Con số may mắn 4, 8, giờ tốt 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, vàng, nâu, quý nhân phù trợ, người tuổi Dậu, thân. Tử vi tuổi Tỵ. Tử vi ngày 20 tháng 8 năm 2017 điềm báo, hôm nay rất thuận lợi cho con đường công danh của bạn vì nhờ có chính ấn che chở. Người tuổi Tỵ nên nhớ, chân thành, biết thấu hiểu và cảm thông với người khác mới là những người được yêu thích nhất. Vì thế, luôn bày tỏ thái độ chân thành, biết ơn với người đã hỗ trợ mình, chứ tuyệt đối không nên có thái độ vô ơn, bội nghĩa khi đã cầu được danh vọng. Nhắc nhở nhỏ tới bạn là nếu trân trọng từng cơ hội giao lưu trực tiếp khi nói chuyện với người khác, hãy bỏ điện thoại vào túi. Và khi đó, bạn sẽ phát hiện cuộc đối thoại thực tế thực ra hấp dẫn hơn rất nhiều, người khác cũng sẽ cảm thấy sự tôn trọng mà thích bạn. Hôm nay, nhờ có ngũ hành tương sinh nên chuyện tình cảm của bạn mệnh khá tốt đẹp, hiền hòa. Thậm chí, các cô nàng tuổi Tỵ còn có tin vui khi chàng thừa nhận rằng bản thân cũng thích được tận hưởng cảm giác người yêu quản lý, vì với chàng, đó cũng là một biểu hiện của tình yêu. Bạn nên sắp xếp chút thời gian cho việc tập thể dục vì chúng không chỉ giúp bạn có một sức khỏe tốt, tinh thần minh mẫn, tự tin trong giao tiếp mà còn giúp cho lá gan của bạn khỏe mạnh. Tập thể dục thường xuyên sẽ giúp cho gan tạo ra mật đều đặn hơn và tiêu hóa thức ăn tốt hơn. Các nghiên cứu gần đây cho thấy chỉ cần 150 phút hoạt động mỗi tuần, tức là 30 phút mỗi ngày, sẽ đủ để cải thiện nồng độ men gan, chức năng gan nói chung và còn giảm nguy cơ phát triển gan nhiễm mỡ. Con số may mắn 2, 7, giờ tốt 17 giờ 19 giờ, màu sắc cát tường, đỏ, cam, quý nhân phù trợ, người tuổi Dậu, Sửu, Thân. Tử vi tuổi Ngọ. Vì ảnh hưởng tiêu cực của tứ hành xung nên mối quan hệ của bạn không được tốt như thường lệ vì bạn khiến ai đó mất niềm tin. Con người luôn yêu thích và trân trọng những thành tựu, giữ chữ tín, bạn nên tìm hiểu rõ bản thân là người như thế nào, thích gì và không thích gì, luôn thành thật với bản thân, có như thế mới biểu cảm, cảm giác và quan điểm của mình một cách hợp lý, hợp tình nhất, tránh hiểu lầm, gây mâu thuẫn. Bạn có xu hướng nói nhiều hơn mọi ngày và thậm chí muốn cướp lời người khác, người tuổi Ngọ nên nhớ, khi giao tiếp với mọi người, đầu tiên cần phải học cách lắng nghe, sau đó đặt câu hỏi một cách hợp lý. Như thế đối phương sẽ có cảm giác tốt với bạn, bởi họ sẽ cho rằng bạn thực sự chú tâm lắng nghe và suy nghĩ nghiêm túc về vấn đề các bạn đang nói đến. Trong ngày Chủ nhật có ngũ hành tương sinh khá thuận lợi cho chuyện tình cảm, vì bạn có nhiều thời gian dành cho một nửa của mình hơn. Với những ai đang độc thân, bạn không nên trói buộc bản thân vào những quy chuẩn quá mức khiến cho không thể mở lòng đón nhận thêm ai nữa. Thử một lần bỏ hết các khuôn mẫu và lắng nghe tiếng lòng của mình để cho con tim của mình thêm một cơ hội xem sao nhé. Con số may mắn 5, 9, giờ tốt 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, cam, hồng, quý nhân phù trợ, người tuổi Tuất, Mão, Dần. Tử vi tuổi Mùi. Tử vi chủ nhật của 12 con giáp cho thấy người tuổi Mùi làm việc gì cũng thuận lợi trong ngày tam hội cục nâng đỡ, tài lộc dồi dào, tình cảm tốt đẹp, công việc cũng hanh thông. Tuy nhiên, chính thành công của bạn là đề tài cho nhiều người bàn tán, có kẻ ghen tị trong ngày có sự xuất hiện của kiếp tài. Khi nhận ra họ là ai, bạn không nên làm to chuyện lên mà nên điềm đạm chuyện trò cho họ hiểu ra vấn đề. Tuy nhiên, có những người không hiểu chuyện và cố chấp nên bạn cố giải thích gì thì cũng không được. Đối với kiểu người này thì nên tránh càng xa càng tốt. Hôm nay là ngày mà bạn cũng phải để ý tới sức khỏe của mình vì thổ khí vượng khiến cho cơ thể không được ổn định. Tâm trạng lúc lên lúc xuống, ngoài ra trong ngày hè nóng bức như thế này, không quên thường xuyên bổ sung lượng nước cần thiết cho cơ thể trong một ngày để làn da luôn đủ độ ẩm mịn. Vấn đề tiền bạc khiến cho bạn cảm thấy khó chịu vì đang tiêu nhiều hơn thu. Bạn nên nhớ rằng khi có kẻ trở nên giàu có thì có khi không cần kiếm quá nhiều tiền một lúc mà chỉ cần chỉ tiêu ít hơn một số tiền đang kiếm được và thực hiện chiến lược này trong một thời gian thật dài. Con số may mắn 3, 8, giờ tốt 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, nâu, đỏ, quý nhân phù trợ, người tuổi Hợi, Ngọ. Tử vi tuổi Thân. Bạn là người thông minh, hoạt bát nhưng có những lúc hiếu thắng, thiếu kiềm chế. Vì thế hôm nay, người tuổi Thân nên cẩn trọng hơn trong việc do ảnh hưởng tiêu cực của thương quan, nên có thể bạn bị mất chức, bỏ học, thôi việc, mất quyền, không thi đỗ,
Hoãn này sẽ tránh được khi bạn biết kiềm chế, bớt thể hiện cái tôi và giữ ngang ngửa của mình trong mọi chuyện. Hôm nay tình yêu khá hài hòa và hạnh phúc khi bạn nhận thấy sự chân thành và tận tâm của đối phương. Với phụ nữ tuổi Thân, bất luận bạn có muốn quản lý chàng hay không thì họ đều tự nguyện phối hợp, miễn sao bạn thật sự vui vẻ và hạnh phúc bên cạnh anh ấy. Ngoài công việc, bạn nên tham gia một số hoạt động ngoại khóa vì cuộc sống tốt lành mạnh. Ít căng thẳng, nhiều niềm vui cũng mang lại những xúc tác tinh thần tích cực cho bạn. Và tất nhiên, các bài tập thể dục, yoga, leo núi, chạy bộ sẽ là một người bạn không thể nào thiếu. Con số may mắn 26, giờ tốt 13 giờ đến 15 giờ. Màu sắc cát tường trắng vàng, quý nhân phù trợ người tuổi Tý, Thìn, Dậu. Tử vi tuổi Dậu. Tử vi chủ nhật của 12 con giáp điềm báo một ngày không được vui khi xuất hiện lục dung. Vì sự ngạo mạn của mình nên bạn dễ bị gây khổ, mâu thuẫn với người thân hoặc người yêu, bạn đời khiến cho tình cảm rạn nứt. Thậm chí có thể đối mặt với đào hoa xấu, vợ hoặc chồng ngoại tình khiến cho gia đạo bất an, tinh thần hoang mang với nhiều trăn trở. Nhờ thực thần tương trợ nên những người làm việc tự do có lộc dồi dào. Nếu đi chơi, đó là chuyến đi thật sự ý nghĩa vì sự hoạt bát vui vẻ của bạn được tận dụng triệt để. Nụ cười sảng khoái, hành động rộng rãi, tự nhiên, lời lẽ tích cực sẽ tác động, ảnh hưởng đến tất cả những người xung quanh, khiến cho họ cũng cảm thấy vui lây. Tuy nhiên, đừng vì vui quá mà buông những lời thiếu suy nghĩ, khiến cho đối phương nổi giận. Sức khỏe, chế độ sinh hoạt lành mạnh và ăn uống thông minh cũng sẽ góp phần duy trì sự tươi trẻ và nuôi dưỡng tâm hồn từ bên trong. Vì thế, dù là đàn ông hay đàn bà, cũng nên chăm sóc sức khỏe bề ngoài, cũng như quan tâm tới sức khỏe từ bên trong để có thể đẹp một cách trọn vẹn. Con số may mắn 17. Giờ tốt 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường bạc vàng, quý nhân phù trợ người tuổi Tỵ, Sửu. Tử vi tuổi Tuất. Tử vi ngày 20 tháng 8 năm 2017 điềm báo trong ngày Mão Tuất hợp hỏa cục mang lại cho bạn rất nhiều may mắn khi mọi việc dường như đều tuân theo những kế hoạch bạn đã xây dựng từ trước. Ngoài ra hôm nay cũng là ngày hợp tác làm ăn thuận lợi, ai đang bàn bạc về việc làm ăn, hùn vốn cùng nhau cảm thấy vô cùng tâm đầu ý hợp. Bản mệnh có thể sẽ bị kẻ xấu gây hại sau lưng mà không biết. Những người này dường như bạn không có khả năng chống đỡ khi họ cố tình làm hại vì họ khá thân cận với bạn. Những người hẹp hòi khi gặp phải người nhìn không thuận mắt hoặc là vấp phải những điều không thuận lợi sẽ buông lời phê bình, phê phán kịch liệt mà không suy nghĩ thấu đáo. Những người đó chỉ cho rằng nhận thức của bản thân mình mới đúng nên bạn cố nói gì thêm nữa thì họ cũng không mảy may động lòng. Lúc này bạn nên tránh xa họ mới là giải pháp tốt nhất. Chuyện tình cảm của người tuổi Tuất gặp chút sóng gió khi đối mặt với ngũ hành tương khắc. Tất cả là do bạn nóng nảy, to tiếng nên đối phương cũng tức giận, cau gắt lại bạn. Trong tình huống này, bạn nên im lặng mới là tốt. Khi cơn giận qua đi thì mới cùng nhau ngồi lại để trò chuyện giải quyết vấn đề. Lúc đó mọi việc sẽ dễ dàng đi tháo gỡ hơn. Con số may mắn 2, 5, giờ tốt 17 giờ đến 19 giờ. Màu sắc cát tường, trắng, nâu, quý nhân phù trợ, người tuổi Thân, Dần, Ngọ. Tử vi tuổi Hợi. Tử vi ngày 20 tháng 8 năm 2017 cho biết người tuổi Hợi có một ngày thuận lợi khi tam hợp cục che chở cho các mối quan hệ lẫn công việc của họ trong ngày hôm nay. Ngoài ra, để mọi thứ trở nên thuận lợi hơn, bạn có thể duy trì tâm thái thoải mái với mọi người xung quanh bằng cách thử nhìn thế giới thông qua con mắt của người khác, không cố chấp, bạn chắc chắn sẽ trở thành người được yêu quý. Trong ngày hôm nay, nếu bạn muốn đi đâu, làm gì thì nên chọn hướng đi hỷ thần, hướng đông bắc hoặc hướng tài thần, hướng nam. Không nên đi về hướng hắc thần, hướng tây vì mọi việc sẽ không được như ý, dễ bị kẻ thù nhân gây hại hoặc gặp phải trục trặc khi trên đường đi. Hôm nay là ngày nghỉ nên bản mệnh dành nhiều thời gian nghỉ ngơi cùng gia đình vì việc nghỉ ngơi cũng hợp lý cũng là một trong những cách giúp cho gan bạn khỏe mạnh hơn. Với những người có chức năng gan không tốt nên đi ngủ trước 23 giờ và không nên thức quá 1 giờ đêm. Con số may mắn 4, 7, giờ tốt 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, trắng, bạc, quý nhân phù trợ, người tuổi Sửu, Mùi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình tử vi của Lịch Ngày Tốt. Chúc các bạn có một ngày mới vui vẻ và gặp nhiều may mắn. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.